Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Thiên TV trong phần chơi My Time at Porsche. Trong tập trước, chúng ta đã có được cái máy cưa. Ta lấy cái máy cưa xuống. Và chúng ta cũng đã biết được thông tin là đội dân phòng họ sẽ có những cái hoạt động ở phía bên kia. Và ta cần phải đi mua đồ trong sáng hôm nay. Chuẩn bị đi ra ngoài mua đồ. Gì vậy? Hello, good morning. I don't believe we've met before. I'm Dana. I run a farm a little ways down the road from here. À, xin chào. Tôi hơi không tin là chúng ta đã gặp nhau trước đây đâu. Tôi là Dana và tôi có một cái trang trại cũng khá xa nơi này. Anyway, I'm doing a survey on the business owners around town, asking if they have a need for ore deliveries. I'm thinking of opening an operation near the old Ingalls mine if there's enough demand. Và tôi đang làm một cái khảo sát ở trong vòng những người làm gì, những người làm ăn. Họ cần có cái khoáng sản được giao tới. Và nếu mà có đủ những cái lời yêu cầu thì tôi sẽ thực hiện công việc đó, chuyển từ Ingelmai tới. Ok, tôi cần chứ. Ok, thank you for your time. I'll inform you if I can get it off the ground. Ơi, cảm ơn anh rất là nhiều và tôi sẽ thông báo cho anh biết nếu mà tôi có thể bắt đầu công việc này. Mission start. Ông Ack. Hi. There used to be. Goodbye. Ông Ack đứng ở đó nhìn mắc cười quá. Để mình sọt lại một cái. Và hôm qua thì mình cũng có được một mớ fiber cloth. Chúng ta sẽ làm cái này, còn thiếu cotton nha. Chúng ta không cần đi phá bên chỗ của hai ginh làm gì đâu. Chúng ta sẽ cần phải đi coi một cái. Giờ này trời nó thấy ghê quá. Chúng ta muốn phá thì không cho hai ginh lấy những cái trong đó thôi, mà điểm thì vẫn tăng. Mình cần mua cotton đúng không? Cotton 10, 220 cũng đâu có mắc đâu. 550 được thì mua luôn, nhưng mà nó không nhiều thôi. Nó có thì cũng có đó, nhưng mà không nhiều. Chúng ta vô phá hai ginh chơi. Để mình kiểm tra ngày hôm nay có cái gì hay ho nào. Ta sẽ có thể nhận được những cái chỉ dành cho Porsche. Nhưng mà không có nhận được những thứ này. Steel Shell Waterproof. Có hai cái này xịn nè. Iron Bar này nọ. My workshop will open. Để mình lên kiểm tra thử coi hai ginh có tăng điểm nữa chưa. Tăng 100. Ghê ha. Ở đó mà tăng điểm. Ai cho tăng điểm? Hả? Ai cho cưng tăng điểm? Cưng ngó đi. Cưng chỉ được ngó thôi. Rồi cưng đi về nha. Biết không? Kể cả một cái nhiệm vụ mình cũng không cho lấy nữa. Chúng ta không muốn hai ginh lấy hai cái nhiệm vụ hạng A ở phía trên á. Cho nên mình sẽ giữ hai ginh lại. Nhiệm vụ hạng A đó nhiều điểm. Để mình chứ không thể để hai ginh làm gì. Đúng không? Và ta chỉ cần một lần nữa là xong. Rồi hai ginh cũng đi về luôn. Chuẩn bị đi về được rồi đó em ơi. Ngó ngó thôi rồi đi về nha. Phá lần cuối. Rồi đi về. Cả hai chúng ta cùng đi về nào. Vậy chứ. Nó chỉ cho an toàn cho cái coi. Phải vậy. Ai cho cưng lấy làm gì hả cưng? Giờ chúng ta sẽ quay về đặng làm cái thảm. Ngày hôm nay trời thấy ghê quá. Bão tuyết. Chúng ta sẽ có công thức của cái flower carpet. Làm được hai cái. Mình cần ba cái. Nó còn thiếu cotton. Đáng lẽ nên mua từ hôm qua, 4 tiếng nữa là xong. Và ta đang trồng một cái cotton ở đây. Nhưng mà wrong season. Không có xài được. Bởi vậy cotton. Cotton này chỉ có thể đi mua hoặc là ta đi farm thôi. Đau đớn như vậy đó. Nếu mà chúng ta có cách khác để lấy thì nó dễ rồi. Và mình sẽ cất cái cotton vào đây. Đây là waterproof. Cloth này mình làm thôi. Ta có 61.000. Chúng ta sẽ cần phải đi qua bên chỗ sau block một cái. Để mình ngó tình hình ở bển nó làm sao. Chúng ta qua bển.
Ngày hôm nay thì còn phải đi đào nữa ha. Đáng lẽ hôm qua nên ghé đi mua một cái mà không kịp mua. Ông đó đau. Hey. Boy. Ông này thì chúng ta chưa có nói chuyện nhiều. Có mấy cái bông này được nè. Mấy cái bông này về làm cái miếng băng á, để chúng ta có thể hồi máu. Và hãy xem thử coi khu vực này có gì mới nữa không. Bà ấy có bán gì mới nữa không? Vẫn là cái máy cưa thôi. Bên này không được, nghĩa là phải chờ qua tuần sau. Chúng ta có 5 ngày để chuẩn bị. Này là thử để biết coi nó làm sao trước đã, rồi sau đó nó sẽ dễ hơn. Alo, làm gì vậy? Alo, sung quá vậy? Đánh hống xi nhê gì con Madcraft hết trơn vậy? Con Madcraft này xi nhê gì đâu. Alo, đánh làm gì hả? Alo. Wow, đánh trúng rồi kìa, cả khúc máu luôn. Chúng ta có người farm giùm kìa các bạn. Đó, đi farm giùm. Hay quá. Chúng ta có thể farm luôn cũng được nữa, không sao. Để cho Alo đi về luôn. Vậy chưa? Alo đánh chậm quá. Mình vô mình xử còn nhanh hơn nữa. Sợ chưa? Bây giờ chúng ta đi về. Mình mới đi đào về và chúng ta đã có thêm những cái đồ được cho nấu vô cho ổng. Ta hãy đi ngủ. 90.000 để chúng ta mở rộng thêm ha. Mình rất là muốn mở rộng thêm luôn á. Giờ đi ngủ cái đã là tính. Trong nhà chưa có thời gian dọn đâu. Từ từ dọn. Trong này cứ để đồ vậy thôi. Ta ra bên ngoài. Có gì đây? Got a moment? Did you hear about my work at last night's fireside? Ủa, tại sao lại là last night? Lâu rồi mà. Chào anh, rảnh không? Và anh có muốn nghe về công việc của tôi trong lần thông báo trước hay không? Okay, then that makes it easy. Vậy thì nó dễ rồi đó. Anyway, I've a task for you, builder. The mayor said you were perfect for this job. Tôi có một cái nhiệm vụ dành cho anh và ông thị trưởng nói anh là người phù hợp nhất cho công việc này. An old exploration map shows that there are some ruins on the western plateau. At the moment, it's impossible to get up there. I need you to build me a lift, like the one you guys have by the waterfall. Can you do that for me? Một cái bản đồ khám phá cũ, nó cho thấy có một cái phế tích ở western plateau. Thì nó tạm thời không có thể nào lên được trong thời gian này. Tôi cần anh phải làm cho tôi một cái thang máy giống như cái mà anh làm ngay chỗ cái thác nước á. Và anh có thể làm cho tôi được hay không? Đồng ý. Okay then. I've already gotten the diagram from the research center. Here you go. Let me know once you got it installed. Okay, và tôi đã có sẵn cái thiết kế từ trung tâm nghiên cứu rồi. Đây, anh cầm lấy đi và hãy cho tôi biết khi anh đã gắn nó xong nha. Ta lắp đặt xong thì ta mới thông báo. Cảm ơn anh đã hỗ trợ tôi về cái phần đào những cái quặng và cái ý tưởng đào quặng và chuyển nó hay là đi giao nó đó. Thì tôi đã có được rất nhiều cái sự ủng hộ từ cộng đồng để có thể bắt đầu được rồi. Tôi có một cái nhiệm vụ dành cho anh để bắt đầu. Anh sẽ cần phải có một cái băng chuyền, một cái conveyor belt ở gần cái mỏ mà sẽ được chuyển những cái quặng từ dưới đất lên. Anh làm giùm tôi được không? Tôi cũng cho anh cái diagram, cái thiết kế luôn. Và tôi sẽ cần phải chuẩn bị nó. Ha ha. Chúng ta có thể giúp Dana, Dana chứ, Dana. Và ta hãy vô gặp cô Emily coi. Hey. Có gì cho cổ không? Thôi không cho nữa. Chúng ta sẽ làm công thức gì đây? Coi thử coi. Simply, ta có 3 công thức hay 2 công thức? Một đống luôn. Aluminum alloy frame. Rồi đây là conveyor belt. Transmission. Transmission của cái gì? Transmission. Advanced engine. Steel shell, hardened aluminum và oyster. Ok.
Khoan, để mình coi thử coi. Đây là aluminum alloy frame. Western plate hole là in stone lip. Vậy thì ta sẽ cần phải làm cái đó cho công thức gì vậy? Conveyor belt. Làm cái này trước cũng được. Và cần có concrete, cần phải có zeolite. Cái này đào đâu ra? Kiểm tra thử coi. Cái món nó nghe quen quen. Zeolora. Ta cần có cái lát Lanterbox rồi đó. Như vậy mình sẽ cần phải có thêm những cái irrigation flooring được mở rộng. Giờ vấn đề nó sẽ nằm ở đây. Hay dạ. Cây đèn. Cây đèn này chắc phải dọn đi chỗ khác rồi đó. Búp. Và cho nó đi qua bên này. Nó nằm ở đây vẫn được. Chúng ta sẽ phải mở rộng ra. Và mình sẽ có chỗ để dành riêng cho mấy cái món mà nó cần. Chúng ta quăng nó xuống đây. Quăng nó qua đây. Giờ ta sẽ dọn một cái. Sao ta? Chỗ này bự lắm. Cái này thôi, đi ra ngoài đi ha. Giờ này không rảnh đi phá hai ginh nữa đâu. Tại vì mình còn chưa làm xong nữa, sao phá hai ginh. Cho hai ginh muốn chọn gì chọn. Chơi sang luôn, chấp hai ginh luôn. Bum. Và chúng ta sẽ có cái Zeora này chuẩn bị rồi mà chưa có bỏ vô để trồng nữa. Cây này bao nhiêu ngày ra? 17 ngày luôn. Yeah. 17 ngày kế tiếp chúng ta sẽ phải chờ nó lớn. Ồ, fertilizer đâu rồi? Đừng nói hết fertilizer luôn rồi nha. Đi kiểm tra lại coi. Fertilizer nó dăng vô trong này. Chứ nó không có mất đi đâu hết trơn hết á. Chúng ta đang gặp một vấn đề rất là lớn nha các bạn. Và cây này sao rồi? Lấy được rồi kìa. Và King Carrot. Wow. Cái củ này nó không biết là Carrot hả? King Carrot. Carrot mà màu xanh hả ta? Bự dữ à. Bởi vậy mới là điều đáng nói đúng không? Trồng tiếp. Mình còn mấy cái hộp giống từ ông Mystery Man á. Chúng ta lấy ra trồng cái coi. Nó đây nè. Và cây Niter Tree cũng cần lát Lanterbox hả? Thôi ta trồng Niter một cái nha. Để ta có đồ mà chuẩn bị chứ. Cái bự bự này thì từ từ trồng cũng được. Một năm thi có một lần à. Không sao hết á. Cũng 14 ngày. Ở đây 17 ngày. Và này 4 ngày nữa chúng ta sẽ có Niter. Ôi, vậy có Niter rồi hả? Hai cây Niter cũng không sao hết trơn hết á. Không sao, không sao, mọi chuyện vẫn còn trong tầm kiểm soát. Hãy tiếp tục. Chúng ta sẽ cần phải cho chặt khâu vô trọng. Mình cho chặt khâu cái mình đi mua đồ về bỏ làm. Bỏ sao làm fast đây vậy? Ẩu quá. Làm sai rồi, không cần thiết cái class đó đâu. Và có cục gì đây? Vàng. Ta đi nào. Vô trong trọng. Mua thêm những cái fiber cloth. Bà bán đồ đâu rồi? Giờ này mà còn quét tuyết nữa hả? Quét mệt nghỉ luôn nha cô. 160, 230, hình như lên giá thì phải. Thấy mua được cái lên giá thiệt là. Thấy bán được cái tăng giá liền à. Mình sẽ phải làm thêm một cái nữa. Nó mất cỡ 4 tiếng. Và 2 tiếng à, tại vì 2 cái là 4 tiếng. Chúng ta cất những thứ này vô một cái. Và coi thử coi. Cái nào dễ? Aluminum alloy frame 2 cái. Và lip 1 cái. Cái lip trước đi ha. Aluminum alloy frame. Và cái lip. Lip control. Và cần có marble plank. Hardwood plank. Hardwood plank 40. Chết chưa? Hardwood plank hết rồi kìa. Con ngựa bình tĩnh.
mấy bữa không có làm thêm hardwood plank tại vì không có sử dụng. Và bên này, này là cái Crider mà. Cái này thì ta sẽ cho nó tạm thời ngừng lại đi. Mình có 76 cái aluminum plate rồi. Hardwood plank, làm đi nhé. Và ta cần làm thêm cái lip control. Lip control là từ hồi trước có làm. Lip control đây, nó cần có industrial engine, hazardous rule và small silicon chip. Hazardous rule 15 cái. Ở ta có 15 cái mà mình không lấy đi mua ta. Chắc phải lấy để đi mua quá. Và ta cần có iron bar. Nói chung là không khó luôn. Giờ nếu mà vậy thì ta chuyển hướng cái transmission hả? Transmission là công thức của cái gì ta? Transmission mình chưa thấy ở đây. Coi thử cái aluminum lại đi nha. Cái này làm được. Ha, aluminum có 176. Thiếu concrete, cần có zeolite. Nói làm được chứ cũng chưa làm được luôn. Nó thiếu những cái thứ rất là quan trọng và những thứ vô cùng cơ bản luôn. Thì làm sao mà làm đây? Như vậy nếu muốn thì ta có thể đi lên trên kia trước đã. Mình sẽ lấy silicon chip. Và chúng ta coi đi mua những cái hộp giống. Hôm nay họ không có xuống đây, bắt buộc chúng ta phải lên trển. Jet Upline. Lên trên đó mua đồ. Chạy vô. Tôi mang silicon chip tới đây. Và không có ai hết trơn vậy? Có cô Nora à, hả? Chúng ta sẽ mua được cái này và cái này. Cái này ta mua một cái. Cái này ta mua hai cái. Hai cái hay ba cái, suy nghĩ. Hai cái đi. Giờ chỗ không có nhiều. Cô Nora có gì không? I have already met Molly. I must admit the inspector carries an air of assurance. I'm comforted that she's here to help us rid of the dangerous relics around here. Và tôi đã gặp Molly rồi. Tôi phải thừa nhận rằng thanh tra thì người thanh tra đó có một cái cảm giác rất là an toàn. Và tôi cảm thấy thoải mái khi cô ấy ở đây để giải quyết những cái phế tích, những cái cổ vật nguy hiểm chứ. Như vậy chúng ta sẽ cần phải đi ra nào. Mình sẽ cần phải đi Hazardous Rui nữa hả ta? Trước khi chúng ta đi farm thì mình muốn về đây kiểm tra cái cây cotton. Không lẽ root out nó ta? Thôi chờ đi. Wrong season rồi, nó chờ đi. Và những cây wheat này chúng ta sẽ giảm lại bớt. Mình sẽ trồng thêm những cái rainbow seed. Chúng ta sẽ có thêm hột giống ha. Bây giờ ta sẽ tạm thời cất hết tất cả những thứ đó vào trong này. Và hai chỗ để hột giống. Bây giờ có cây súng, có thể sử dụng được. Cây súng đầu, cây súng đầy. Và có một cái vô cùng quan trọng là phải cất cái này đi. Đây là hột giống của cái cây King Carrot, được đặt kế bên cái King Carrot. Hột giống này nó sẽ mà ngẫu nhiên nó tạo ra một cái cây bự ha. Giờ chúng ta mới phải đi cái Hazardous Ruins. Khoan. Bên kia giờ này chắc xong rồi đó. 2 tiếng đồng hồ là nó xong rồi. Nè, và đi gặp Dr. Zhu. Ê, ê, ngựa đi đâu vậy? Ngựa hiền ghê không? Ông ấy ở trên đó hả? Ai đây? Khách du lịch lên đây làm gì vậy? Có vô ở trong này không? Mà sao đứng ngoài dòm? Hey. Wow. Phyllis is a good helper and a... Và Felix. Cô ấy tên là Felix nha, nhưng phải Philip. Chữ S ở cuối. Chúng ta vô nói chuyện với cô Felix một cái. Đứng ở đây, nhìn thấy. Hi. You gotta get up and go to work on time. Đi ra ngoài. Ta cần phải quay về chỗ commission để coi thử ngày hôm nay có commission gì thú vị. Flying pig. Đi nào, bỏ lỡ cái commission của ngày hôm qua nữa thì phải. Mình nhớ là có một cái commission mình chưa có lấy trong ngày hôm qua.
Và có gì đây? Water storage, Vega 5, 4.000 tiền, 306 thôi. Hên là Hagen nó không lấy cái này. Hagen mà lấy là chúng ta cũng phiền lắm đó. Và Hagen đã bắt kịp mình chưa? Chưa đâu. Mình sẽ cho con ngựa đứng yên một cái. Rồi chúng ta sẽ làm water storage. Nó sẽ cần phải có 3 thứ. Đầu tiên là hardwood plank. Cái thứ hai là cái pie, copper pie. Và một cái nữa là gì? Iron ingot. Iron ingot đâu? Nó đây. Ba thứ. Ba thứ này sẽ hoàn thành được cái water storage. Gì vậy? Cái pie trước hả? Iron và hardwood plank, copper pie. Ủa, hardwood plank. Ở đây là hardwood plank. À, đây rồi, đây rồi. Nó nhìn không đúng chỗ. Cái water storage bên kia giống như cái này không? Nhìn giống y chang luôn. Mà cái này xài được không? Kiểm tra. Nhìn thì nhìn giống y chang, nhưng mà có xài được hay không mới quan trọng. Đây là cái chân, cái pie và cái thùng. Cái kia mở nắp, cái này không mở. Cái này mở nắp nè. Và đặt xuống đâu có được. Đâu đặt xuống được đâu. Phải mua cái bên kia mới xài được kìa. Cho nên cái này là có làm thôi chứ không có xài. Và chúng ta có gì vậy? Wow, tuốt ngay đây luôn á hả? Ingel mai là ở bển. Mình sẽ đi giao. Giao này cho ai vậy? Đi đâu qua tuốt bển vậy? Hả? Anton. Anton chắc đi chơi quá à. Ta gọi bển kiếm Anton coi. Tự nhiên Anton lại đi chơi, khiến mình cũng phải đi chơi theo. Ta hãy chạy lại chỗ Anton. Nhanh 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 nhanh. Đi đâu vậy? Đứng lại. Xong. Và nói chuyện với cô Sonya. Chắc họ đi ở nơi xa ăn ấy mà. Mình đang ở chỗ Hazard the Cruise. Và đây là cái tầng cao cấp nhất nha. Nó đã thay đổi cái phần bên trong. Chúng ta cũng sẽ đi cho thật cẩn thận. Ê ê ê, mới nói ở đó mà cẩn thận. Bây giờ ta sẽ cần phải lấy một vài thứ xuống. Cái này là stamina. Đây là thắt cộng 10. Rồi gì nữa? Có cái gì hồi máu có rồi đúng không? Đây là 7% restore. Và bacon fish roll. Defend. Attack defense, attack cộng 10. Ta sử dụng cái này trước đi. Có cần thì hỏi 120 máu ở đây. Không sao hết trơn hết á. Và chỗ này không có gì hết trơn người ta. Cứ nhảy xuống cho nó rút máu hoài vậy. Chất độc không à. Bên kia. Ham vui. Không có gì hết trơn. Ôi sao kỳ vậy? Không có gì hết nha. Đây là đường cục rồi. Không thấy có gì đặc biệt ở phía bên đó. Và qua bển. Ta lại đi xuống. Tới tầng đánh boss rồi nha các bạn. Những tầng còn lại thì nó không có gì khác biệt hết trơn hết á. Chúng ta đã đánh boss. Lấy súng bắn chơi. Chuẩn bị. Bắn nó. Nó bắn lại giỡn. Không phải giỡn được đâu. Ê, cẩn thận, cẩn thận. Lâu ngày không chơi với bé cho nên nó hả. Bé quậy hả. Đừng có đứng xa quá. Và cẩn thận nào. Đánh con này sử dụng kiếm thì không bằng sử dụng cây búa ha. Bởi ta sử dụng cây búa hả, nó không có khả năng kháng cự luôn á. Mình hồi máu cho chắc thôi.
Ây da. Ta đứng sát bên cho nó thoải mái xả ba cái chất độc đó. Mà một chiêu này không trúng. Vậy cũng để trúng nữa là sao? Xong. Ta được tặng thưởng Industrial Engine một cái. Luôn luôn có một cái Try Apple Slide. Có thêm được một vài thứ cũng giá trị. Xong rồi đó. 10 giờ luôn. Ta đi về đi. Đi ra thôi và đi về. Cho con ngựa đi về. Và mình sẽ cất hết tất cả những thứ này vô đây. Chúng ta sẽ cất mấy em này vô đây. Và kiểm tra coi có bức thư gì đây. Mở lên. Joseph Lai. Go. Và chúng tôi phát hiện anh đang sở hữu một cái món vũ khí cổ xưa. Anh không được sử dụng nó. Những cái món vũ khí đó sẽ là những cái là đã chấm dứt cái xã hội chúng ta trong thời kỳ đen tối. Và nếu anh tiếp tục sử dụng thì nó sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa chúng giữa anh với bên tôn giáo của chúng tôi. Kiểm tra coi nó rớt tới cỡ nào. Mình vừa được tăng điểm với lại ông Lee, với lại Nora biến thành associate. Nora đâu? Nora thì chưa được gì hết, vẫn còn là stranger. Ôi đau đớn quá, chưa gì bị trừ điểm. Tôi có làm gì nên tội đâu, chỉ sử dụng cái cây đó thôi mà. Giết quái chứ có giết ai đâu mà hả, tính toán ghê quá. Chúng ta có ở đây bearing một đống luôn. Và những cái này stainless aluminum. Bây giờ chặt khâu mình sẽ cho làm thêm. Chúng ta sẽ làm xong rồi đi ngủ. Chặt khâu. Qua bển gặp con ngựa cái coi. Loyalty chưa tăng bởi vì chưa có vuốt ve nó. Nó được chăm sóc nhiều thì nó mới vui lên. Nó mới tăng cái loyalty. Chúng ta đi ngủ một cái nào. Đi cái ruồi đó cũng mất thời gian đó chứ. Ngày mai có điều gì hay không? Hãy xem. Hôm nay là ngày 20. Ngày 20 thì chưa có gì đặc biệt. Thứ bảy rồi ha. Inspection. Quên để ý, nó chỉ là inspection thôi. Không có thư từ gì mới hết. Và một đống đồ bay vô. Cất đi. Commission của mình đã xong. Giờ ta còn hai thứ này chưa làm được. Chờ thôi. Mấy cái cây kia mười mấy ngày mới chịu lớn. Đâu có phải lớn liền đâu. Và cây này đã xong rồi nè. Giờ mình kiểm tra thử coi cái này nó sẽ cần có small planter box. Và CISO nó sẽ cần có small luôn, đúng không? Chúng ta sẽ thu hoạch. Ta sẽ trồng cây này ở phía ngoài. Wrong season, chết chưa? Autumn. Không lẽ root out nó ta? Thôi root out đi. Mệt quá. Chịu chơi mà. Có gì kiếm lại sau. Còn cái này thì on season hay sao đó. Nãy không có để ý lắm. Kiểm tra. On season. Tuyệt vời. Cất đi. Land fiber. Khiến ta bứt lên ta được land fiber ha. Rồi mình sẽ bỏ này vô đây luôn. Cái pie thì sẽ nằm ở chỗ này. Thôi cất cái súng luôn đi. Súng này hả, bắn không được nhiều hết trơn hết á. Mà còn gây khó dễ nữa. Gỗ. Flooring hả. Cái này chúng ta đem gunpowder đi chỗ khác. Leo lên ngựa và đi qua bên chỗ của cô Emily coi. Bữa giờ cái Pumpkin Princess sao rồi? Hey. Here they go again. Thanks okay. For your help. These little things had enough.
tôi giúp cho. Ta chạy luôn được không? Chạy đi luôn mới dữ. Có mấy con gà thôi à, mà để cho chạy hoài. Leo lên ngựa bắt nó, nó mới có phong cách. Bỏ vô. Sorry to bother you again. In return, here's... Xong nhé. Nói chuyện cái nữa coi. Hi, you're here. Đi nào, ta chạy vô trong để làm inspection. Inspection ngày hôm nay sẽ có gì khó không? Kiểm tra và cô Nora kìa. Nói chuyện thử coi. Hello. I have already met Molly. Không có gì. Bye. Cái cây súng đó làm bị rớt giá quá. The book is... Goodbye. Nếu mà cây súng đó không có vấn đề gì thôi rồi. Gì đây? Ta sẽ có workshop inspection. Cái chỗ này bị ngay trước mắt là thấy có chỗ đó. Và ở đây bên dưới này không thấy gì. Ở đây nó có gì hay không? Bên trên có hai cái lỗ, cái ống, cái ống xả. Và chúng ta tìm điểm khác biệt cuối cùng ngay tại đây. Cái cán và cây kiếm nó có bị phình ra ở ngay cái cán. Tới lượt cây búa. Cây búa thì cái phần này nó cao hơn. Phần trên này thấy nó như nhau. Nó có bị phình ra hay không? Cái cán của nó, nó bị mẻ chút xíu. Thấy ghê thiệt. Và nó còn một cái vấn đề gì nữa ở giữa này hả? À, nó bị lòi ra. Hello. The Commerce Guild is open. Workshop prep. Đi ra chỗ khác để tôi làm việc. Anh cứ đứng đó anh chặn đường không à. Bên dưới này không có gì. Cái loa. Thấy cái loa có gì lạ không? Cái cổ loa là cái hồi nãy mình gõ. Giờ gõ thêm cái nữa. Với lại còn một điểm nữa thôi. Chắc cái tai này quá. Ở trước giờ cái tai đó hay có vấn đề. Bên dưới này không thấy có vấn đề. Cái cổ loa đó hết rồi. Hay là cái dĩa phía bên trong? Cái mặt ở bên trong này hả? Khó à, cái đó khó đó, không phải đơn giản đâu. Và trong này sao bữa nay đông người quá vậy hả? Mình đang định đi farm quái thì thấy có mình ở đây. By upgrading Porsche's infrastructure, we can really jump start the surrounding economies as well. Và tôi nghĩ Gale đang có một cái dự án gì đó. Thì bằng cách là chúng ta sẽ nâng cấp cái cơ sở hạ tầng của Porsche, chúng ta sẽ có được một cái bước nhảy trong cái công việc phát triển những cái khu vực kinh tế ở xung quanh. I think Gale is onto something. See you. Và mấy anh em Holo đang làm gì đây? Nấu hả? Hey, I've been around and the fishing around. See you. Họ nấu ăn với nhau. Hello. Goodbye. Hello. I like. Bye. Nói chuyện hello. Chơi mà. Super interesting. Tử sẽ có một cái side mission giống như Gus chứ, nhưng mà không có. See you. Chỉ là interact thôi. Ở đây họ có Weekend BBQ và chỉ có 5 người. Những người còn lại đâu? Ồ, ông Gale đi câu cá hả? Papa Bear chạy ghê vậy. Mình đang đi farm những con quái và có một con bong bóng Balloon Achin. Cái con này là cái con mà hồi trước nó hạ gục chúng ta đó. Ta sẽ trả thù. Xong, được Flexible Fiber. Và ta sẽ hạ gục thêm mấy con này để kiếm thêm những cái Fiber Cloth nếu mà may mắn. Còn không có thì thôi. Ta sẽ đập mấy cục này luôn nha. Bang.
Lại nữa hả? Oh, you're a builder in town, right? Tự dưng ở đây mình thấy cậu nhóc Toby đang đá cái cây và Minh đang nằm ở phía bên dưới. Mình chỉ đi lại thôi, rất là tình cờ. Và anh là một những người thợ xây ở trong thành phố phải không? Sorry I'm cranky. I just woke up from a pretty crappy nap. Tôi đang cảm thấy mệt mỏi bởi vì tôi dậy lúc mà ngủ không được lắm. Why sleep here then? Vậy sao ngủ đây? Oh, I just happen to like napping outdoors. But it's kind of bright at this time of day. The back of the bench doesn't support your neck all that well either. Và tôi thích là nằm ngủ ở ngoài trời. Nhưng mà hôm nay thì trời nó khá là sáng. Và cái phần cái lưng ghế của những cái ghế nó cũng không có hỗ trợ cái cổ nằm được tốt. It's not a big deal though. I'll figure something out. Thanks for listening. Rồi, không có gì đâu. Tôi sẽ kiếm thứ gì đó. Rồi, cảm ơn anh đã lắng nghe. Maybe I can make him a blindfold and a pillow to help him with his napping. Và chúng ta có thể làm một cái blindfold là cái mặt nạ che mặt màu đen á, và một cái gối để anh ấy ngủ được tốt hơn. Ok, chúng ta sẽ quay về làm ha. Còn cậu nhóc Toby này. Chúng ta đã giúp Toby một lần rồi, cho nên không có nữa đâu. Này là những cái gọi là side mission. Khi mà chúng ta có thêm sự giao tiếp với lại những cái người xung quanh. Cậu bé qua đây để đạp tiếp đúng không? Giờ mình thử cái side mission đó nó có lại không? Không có. Đó. Không thấy cái side mission nó được kích hoạt lại ha. Nghĩa là nó chỉ có làm được một lần thôi. Và cái con heo bay đó, ta chạy về thiệt nhanh, làm cái gối và cái bịt mắt cho Minh. Nghĩ sao nói giờ này trời sáng, giờ này trời tối thui chứ sáng gì mà sáng. Hết cotton luôn. Hy vọng cái cây cotton nó sẽ lớn nhanh. Mà cotton như có trồng được không? Rồi để từ từ tính. Và Minh kìa, Minh ơi, ta sẽ nói chuyện với Minh. Hả? I can't think of anyone else that would do that for me. Thank you, it's very useful. À, cái này cho tôi hả? Có cái đoạn mà hồi nãy mình bấm lộn mới vừa qua đó. Và tôi không nghĩ là có ai đó đã từng làm điều này cho tôi. Cảm ơn anh rất là nhiều luôn. Chúng rất là hữu dụng. Và chúng ta được tăng 10 relationship đối với Minh. Yay. Và Ork đang làm gì đây vậy? Hả? Cưng. Papa Bear told me I should try setting up a stall in the south block and sell my carvings to the travelers. Maybe I should try that. But who would want my carvings? Và Papa Bear nói với tôi rằng là nên có một cái quán hàng rong để bán những cái bức tượng mà tự tôi khắc cho những cái khách du lịch. Traveler chúng ta có cái typo ha. Và có thể là tôi nên thử điều đó. Nhưng mà ai muốn những cái mà tôi làm chứ? People always ask. Bye. Và mình sẽ hạ gục một vài em này chơi cho vui thôi. Rồi chúng ta đi về. Nói tóm lại, trong ngày hôm nay thì chúng ta đã có được những phần nhiệm vụ mới để mở những khu vực mới. Tuy nhiên là nó lại đòi hỏi những thứ ta chưa có. Vì vậy chúng ta sẽ cần phải có thời gian chuẩn bị. Trong thời gian còn lại thì mình sẽ đi farm mấy con quái thôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye.